tất cả các bạn đã trở lại kênh của mình. Video này mình trích một đoạn nhỏ trong buổi tiệc họp mặt team của mình. Nhân đây mình cũng trân trọng cảm ơn những tình cảm quý báu của anh chị em đã gắn bó trong suốt thời gian vừa qua khi mình là một công nhân, và Phạm Tâm luôn khắc ghi những tình cảm quý báu này trong team của mình. Chung.
gì nữa. Rồi bơm vô bảy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.